Sau ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ chi 10.000 tỷ đồng hỗ trợ đợt 3 đến từng lao động bị mất việc, giảm thu nhập, khó khăn đang phải giãn cách trên địa bàn, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú. Hiện các địa phương khẩn trương rà soát những trường hợp khó khăn để có danh sách. Đến nay, thành phố đã có danh sách ở 312 xã, phường, thị trấn. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban đầu thành phố hỗ trợ theo nhóm người với mức nhất định. Số người gặp khó khăn tiếp tục phát sinh khi kéo dài giãn cách nên thành phố thực hiện thêm gói hỗ trợ lần 2 theo hộ gia đình. Trong đợt thứ 3, điểm mới của gói an sinh là hỗ trợ theo đầu người thay vì từng hộ. Một mặt, thành phố kiến nghị hỗ trợ từ trung ương, một mặt tính toán nguồn ngân sách của thành phố, ưu tiên giải quyết trước cho đối tượng phát sinh mới. Ước tính, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2,2 triệu hộ với 5,8 triệu nhân khẩu khó khăn, khoảng 1,8 triệu người lao động tự do trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, mất việc làm, không có thu nhập hoặc giảm sâu thu nhập. Chính sách gói hỗ trợ mới của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phân biệt hộ khẩu thường trú, tạm trú hay lưu trú. Dự kiến hỗ trợ 750.000 đồng một người một tháng trong thời gian 2 tháng.